Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây phía Nam có mưa nhỏ vài nơi, các khu vực khác phổ biến không mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3, ven biển cấp 3 cấp 4. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 85%. Khu vực miền núi phía Tây trời nhiều mây phổ biến không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 80%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh nhiều mây không mưa, gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3 trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 82%. Khu vực thị xã Kỳ Anh trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió tây đến tây bắc cấp 3 cấp 4 đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 12, trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng, trưa chiều giảm mây. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3 ven biển cấp 3 cấp 4, giật cấp 5 cấp 6, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 95%. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, Hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.